tóm lại mà nói cho rằng đây là tôi chắc cái này là tôi có cái tôi này thì tham sân si liền khởi lên ngã ái ngã ái là tham ngã mạng mạng là thuộc sân nhuế ngã si tham sân si với bản ngã đồng thời khởi lên kiêu mạng là một phần của sân nhuế nghi cũng đồng thời khởi lên Trong phiền não nói Tham sân si mạng nghi Đồng thời khởi lên Nên gọi là kiêu mạn Pháp Thế gian cũng nói như thế Ngạo không thể trưởng Đây là Pháp Thế gian nó không nói đoạn phiền nặng nó chỉ hạn chế quý vị không thể tiếp tục tăng trưởng quý vị có thể khống chế được nó nhưng trong phật pháp nhất định phải đoạn không đoạn thì không thể kiến tánh không thể khai trí huệ cũng không thể được định cho nên đó là chướng ngại rất lớn trong việc tu hành Nếu ngạo mạn nghiêm trọng một chút Thì rất khó thành tựu Vì sao vậy? Vì ngay cả việc trì giới cũng không làm được Thì định huệ đương nhiên là không có Cho nên kiêu mạn kiêu ngạo Ngã mạng buông bỏ hết. Thì có thể phá. Điều gì có thể khiến nó buông bỏ nhờ trí huệ? Những thứ này chứng ngại trí huệ, trí huệ phải cao hơn nó, sẽ chế phục được nó. Cao hơn nữa nó sẽ không còn Trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật thường nói Chuyển phiền não thành Bồ Đề Thật ra Phiền não và Bồ Đề là một Khi mê Trí huệ biến thành phiền não Khi giác ngộ Thì phiền não biến thành Bồ Đề Đích thực Chỉ ở nơi mê ngộ khác nhau từ đó cho thấy tu học phật pháp mục đích cuối cùng là khai trí huệ tóm lại mà nói nói một cách rõ ràng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề danh từ này có thể dịch mà không dịch vẫn dùng âm dịch Đây là thuộc về tôn trọng không dịch Học Phật cầu điều gì? Chính là cầu điều này Dịch thành chữ Hán rất dễ Chỉ có sáu chữ Vô tượng chánh đẳng chánh giác Trong sáu chữ này có ba giai đoạn Trước là tự chánh giác chánh giác thực sự đã giác ngộ chính là a la hán tiến thêm một bước nữa là chánh đẳng chánh giác đẳng đồng nghĩa với chánh không phải ta đồng nghĩa với phật họ chưa thành phật chỉ là Bồ Tát Bồ Tát đồng nghĩa với Phật Kém hơn Phật một bậc. Đến khi phiên mãn gọi là Vô tượng chánh đẳng chánh giác Vô tượng chánh đẳng chánh giác Là trí huệ Phật Chánh đẳng chánh giác Là trí huệ của Bồ Tát Chánh giác là trí huệ của A-la-hán A-la-hán bao gồm Bích Chi Phật Cùng một đẳng cấp phải trí huệ mới có thể đoạn phiền não định công thiền định là phục phiền não nó là trước được định nhân giới được định vì thế giới rất quan trọng giới là điều kiện phải đầy đủ của người học phật giới bắt đầu từ đâu bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo trong phật pháp bất luận là đại thừa hay tiểu thừa đều gọi nó là căn bản giới đầy đủ thập thiện nghiệp đạo mới có thể nhập phật môn Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo trong nhà Phật gọi là thiện nang tử, thiện tử nhân. Giới rất quan trọng. Giới là điều kiện phải đầy đủ của người học Phật. Giới bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo trong Phật Pháp Bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa Đều gọi nó là căn bản giới Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo Mới có thể nhập Phật môn Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo Trong nhà Phật gọi là thiện nam tử, thiện tử nhân Mới có tư cách Có điều kiện Lễ Phật làm thầy Lễ Phật làm thầy Làm học trò của Phật Khi lại thầy Thầy đem tam quy truyền cho họ Tam quy là gì? Tam quy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Của việc tu học Phật Pháp Quý vị tu gì? Cường lĩnh chung Nguyên tắc chung dạy cho quý vị Người xưa đều như vậy Tức đem mục đích tu học một đời của quý vị Nói với quý vị Con đường này quý vị không được đi sai tam quy chính là Chánh giác tịnh. Trong pháp bảo đàn kinh, ngài khỏe năng truyền thọ quy y. Trước đây khi chúng tôi mới đọc bộ sách này, khi đó chưa thật sự học Phật. Tôi là ở trong nhà một người bạn là đồng sự thời kỳ kháng chiến của vụ thân tôi ông ta là một tướng quân khi đến đài loan chúng tôi lại gặp nhau khi nghỉ tết ông ta mời tôi đến nhà ở một tuần trên giá sách của họ có lục tổ đàn kinh tiền chú của đinh phước bảo là bì mềm. Tôi mở ra xem, thấy rất hứng thú. Một tuần sau đã xem xong nó, vô cùng hoan hỉ. Trong đàn kinh nói tam quy không giống với Phật pháp thông thường của chúng ta. Khi lục tổ nói tam quy, ngài nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Ngài nói như vậy. Tiếp theo Ngài có giải thích Phật là giác Pháp là chánh Tăng là tịnh Ngài giải thích như vậy Ở trước đầu tiên đưa ra giác chánh tịnh Về sau chúng ta học Phật Lì nghĩ đến vấn đề này Vì sao Ngài nói như vậy Thông thường truyền thọ tam quy Đều là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không nói đến giác chánh tịnh Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến Khi Huệ Năng Đại Sư ra đời Phật Pháp Là thời đại Đông Kháng truyền lại Đến thời Ngài Huệ Năng Đã gần một ngàn năm đại khái phật pháp truyền có vấn đề thông thường người ta nhắc đến phật pháp liền nghĩ đến tượng phật được nặng bằng đất khắc bằng gỗ kinh điển người xuất gia xanh ngộ nhận rất lớn ba loại này sau khi phật diệt độ gọi là trú trì tam bảo nó là tượng trưng nhìn thấy tượng phật phải nghĩ đến giác mà không mê đây là chân quy y nhìn thấy kinh sách liền nghĩ đến chánh mà không tà kinh sách Tiếp tục suy ra điều này Bất luận xem được sách nào Chỉ cần nhìn thấy sách Thì nghĩ đến chánh mà không tà Nó khởi tác dụng này Nhìn thấy người xuất gia Bất luận là già hay trẻ Nam hay nữ Lập tức liền nghĩ đến lục căng thanh tịnh Không nhiễm chút trần Hiểu được ý nghĩa biểu pháp này quý vị sẽ biết mọi người, mọi sự, mọi vật, cảnh giới mà lục căn chúng ta tiếp xúc, căn bản là từng giờ, từng phút, không hề gián đoạn. nhắc nhở chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên cần phải có gốc của mười thiện nghiệp Hiện tại Phật Pháp đã suy yếu Suy yếu ở đâu? Suy yếu ở chỗ chúng ta bỏ quên gốc rễ Đối với Đại Thừa vô cùng hoan hỷ Đại Thừa không có nền tảng của Tiểu Thừa Thì không học được Sở học của quý vị là gì? Là tri thức Đối với nghĩa chân thật của Như Lai quá xa vời. Kệ khai kinh nói rất hay, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Quý vị không có nền tảng, làm sao hiểu được nghĩa chân thật của như lai? Vì thế ngày nay Phật pháp muốn hồi phục rất khó. Khó điều gì? Có ở chỗ không có nền tảng. ai chịu hạ, hạ công phu cân vào cân chỗ cắm rễ rễ đó nếu công cân phu cắm không sâu hay là chúng ta nói nó không có cảm ứng căng càng sâu thì càng có cảm ứng chúng ta với phật bồ tát đã thấu suốt hiện tại quý vị nói kinh giáo không mấy ai thích học người trẻ tuổi rất nhiều quý vị bảo họ tu thập thiện nghiệp họ không thấy thú vị thậm chí họ chịu không nổi vì thế chúng ta biết Họ nghiên cứu kinh giáo là tri thức Đối với thân tâm của họ Có lợi ích không? Không có lợi ích Thật sự không có lợi ích người có cội rễ thì được lợi ích vì thế cội rễ này ngày nay chúng ta còn phải thêm vào đó cội rễ đệ tử quy cảm ứng thiên truyền thống văn hóa trung quốc cội rễ của ba loại này đều phải học tốt tu tốt đệ tử quy là gốc của nho giáo Thái Thượng Cảm ứng Thiên là gốc của Đạo Giáo Thập Thiện Nghiệp Đạo là gốc của Phật Gốc của Phật Giáo kiến lập trên nền tảng của Nho và Đạo Giáo Không có Nho Giáo và Đạo Giáo Thì Thập Thiện Nghiệp Đạo này không làm được Chúng ta rất rõ ràng Sau thời nhà đường Thì không cần tiểu thừa Không tu tiểu thừa Mà dùng nho và đạo thay thế Thành quả cũng rất tốt Nếu không có nho, đạo Lại không có tiểu thừa Quý vị trực tiếp học đại thừa Đó là điều không thể Chính Đức Thế Tôn đã từng nói Người đệ tử Phật không trước học tiểu thừa Sau học đại thừa Thì không phải đệ tử Phật Phật không thừa nhận quý vị Người học Phật nhất định phải nghe lời Đức Phật nói như thế nào thì chúng ta liền làm như thế. Chư vị tổ sư có trí huệ dùng nho và đạo thay tiểu thường, thí nghiệm này đã thành công. Điều này hơn một ngàn năm nay thí nghiệm đã thành công. Chúng ta có thể tiếp thu không có chút hoài nghi nào à, là... Tuy y theo phương pháp này tu học, học. Nhưng Kinh Tiểu Thừa vẫn phải nên xem vài bộ à, Tôi ở Đài Trung Theo thể lý học Kinh Tiểu Thừa Khoảng hơn 20 loại Thầy Lý cũng coi trọng Nho giáo và đạo giáo Kinh Tiểu Thừa cũng phải xem Đây là cấm rễ Thèn chốt vẫn là chương gia đại sư Dạy một cách đơn giản quan trọng Đó là nhìn thấu buông bỏ Đặc biệt là trong thời đại hiện nay của chúng ta Thời đại này Nếu đầu óc tỉnh táo một chút Dễ dàng buông bỏ quý vị không thể không nhìn thấu không nhìn thấu thì phiền phức sẽ rất lớn vì sao vậy vì quý vị không ra khỏi luân hồi lục đạo đây là việc lớn đời đời kiếp kiếp trong quá khứ chúng ta chắc chắn nhắn. Đã từng gặp được Phật Pháp Nhất định là có tu hành trong Phật Pháp Nhưng không thành công Không thể thành công Chúng ta có duyên với tịnh độ Có nhân duyên rất sâu dày Đời này lại gặp được Nếu đời này còn không thể nhìn thấu Vậy thì vẫn phải luân chuyển trong luân hồi Thầy Lý nói Phải luân hồi nhiều kiếp Không phải thời gian ngắn Rất gian khổ Nếu chúng ta giác ngộ Đã biết không muốn trôi lăn trong luân hồi nữa Như vậy thì phải y giáo phụng hành nắm bắt vài cương lĩnh trong kinh nói từng giờ từng phút cảnh tỉnh mình là được những điều trong sáu trăm quyển kinh đại bác nhã nói tôi tổng kết thành mười hai chữ đức phật giảng hai mươi hai năm ngài nói những gì tất cả pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Ý này Chính là đối với tất cả Pháp Đều phải nhìn thấu Không nên để trong lòng Để trong lòng là sai Tất cả Pháp có thể thọ dụng không thể khống chế Không thể chiếm hưởng Có ý niệm khống chế là sai là tạo nghiệp có ý niệm chiếm hữu cũng tạo nghiệp đến thân cũng không thể chiếm hữu thánh nhân trồng thế xuất thế gian đều cảnh cáo chúng ta thân người vô thường quý vị có thể biết ngày mai còn có thể sống ở nhân gian sao thiên tai nhân họa rất nhiều người chết mất mạng mỗi ngày có bao nhiêu người đây chính là thuộc tai họa ngoài ý muốn trên mạng nhìn thấy số lượng thật đáng sợ đây là cảnh cáo chúng ta chúng ta nghe đến những tin tức này thấy những hình ảnh này phải cảnh giác đây là vô thường đối với thân đều buông bỏ trí huệ sẽ liền sanh khởi mỗi niệm chỉ vì thân thể này sẽ rơi vào trong phiền não quý vị không thể thoát ra được thế nên học phật điều đầu tiên cần phải biết thân này không phải là ta Thật minh bạch Không còn chấp trước Người này trong tiểu thừa Đã chứng được sơ quả Trong đại thừa Là Bồ Tát sơ tính vị Trong sinh hoạt hàng ngày Quý vị có thể tùy duyên Vì sao vậy? Vì không chấp trước Không phân biệt Tất cả đều tốt người này không ngu ngốc rõ ràng minh bạch đối với người không tranh đối với thế gian không mong cầu tâm đã thanh tịnh tâm đã thanh tịnh thân liền thanh tịnh vì sao vậy vì cảnh tùy tâm chuyển đây là thật hoàn toàn không phải hư vọng chúng ta thấy có rất nhiều người xuất gia thân thể không tốt có nhiều bệnh khổ quý vị quan sát tường tận xem họ phiền não trùng trùng họ rất cố chấp đây là gì đây là nguyên nhân họ mắc bệnh trong các kinh điển đức phật đều dạy chúng ta buông bỏ nhưng không buông được kinh biết giảng nhưng họ không buông được những điều này chúng ta không thể không biết chúng ta không thể không làm rõ phải hành trì vậy nên hành trì từ đâu thực hành ngay trong cuộc sống hằng ngày bắt đầu làm từ trong việc ăn cơm mặc áo Đại thừa chính là cuộc sống Cuộc sống chính là đại thừa Công việc là đại thừa Đối nhân tiếp vật là đại thừa Phải thường nghĩ Mình là người của thế giới Tây Phương cực lạc Tôi đến đây là để du lịch để tham quan để xem tình hình sinh hoạt của tất cả chúng sanh nơi này đương nhiên phải có duyên với mình không có duyên thì quý vị không thấy được phạm thấy được tiếp xúc được tất cả đều là có duyên có thể giúp đỡ thì phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ biết được tất cả có nhân duyên với mình là cùng một thể đây là luân lý trong phật pháp nói Luân lý là nói về mối quan hệ Tất cả chúng sanh Cây cỏ hoa lá, sơn hạ đại địa Hiện tượng tự nhiên Giống như thân thể của một người Lục phủ ngũ tạng Nhãn nhị tỷ thiệt thân cùng một thể Mối quan hệ rất mật thiết Quý vị có thể thường quan sát như vậy Tâm từ bi trong tự tánh liền hiển lộ Không thể kiến tánh Mê thất tự tánh Tâm từ bi này cũng không thể phát ra được Tôi muốn yêu thương người khác Vì sao vậy? Tôi muốn đi quan tâm người khác Vì sao vậy? Ở sau rất nhiều câu hỏi Biết được là một tự tánh thanh tịnh viên minh thể Thì những vấn đề này sẽ không còn hoàn toàn không có chúng ta quan tâm họ yêu thương họ đây là điều nên làm vì là yêu thương chính mình mà vì mình và người là một không phải hai chúng ta ngày càng gần với tự tánh trí huệ dần dần tăng trưởng tập khí phiền não dần dần bị đào thải chuyển phiền não thành bồ đề nhất định phải dựa vào giới định huệ vì định huệ có sức mạnh rất lớn định có thể chế phục phiền não huệ có thể chuyển phiền não vì thế gọi là giỏng mạnh